Hi guys, welcome to my lab today. And today we will continue Unit 11, traveling around Vietnam. Chào mừng các em đã đến với lớp học của cô ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô xin hướng dẫn đến với các em các điểm ngữ pháp như sau. Thứ nhất, about tense, present perfect. Về thì chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại thì hiện tại hoàn thành. The second one is, would you mind and do you mind? Và điểm ngữ pháp số 2, chúng ta sẽ học câu yêu cầu với could you mind và do you mind nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào điểm ngữ pháp thứ nhất. About tense. Vậy thì hiện tại hoàn thành, để làm tốt cái nội dung này thì cô yêu cầu các em là hãy học tốt cái phần động từ bất quy tắc cho cô. Bởi vì đó là một phần rất quan trọng khi chúng ta chia thì này. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại công thức cho cô ha. Vậy thì công thức của thì hiện tại hoàn thành bao gồm chủ từ cộng cho who hoặc là has cộng cho phân từ hai hoặc là động từ thêm et. Rồi vậy thì how hoặc là has do chủ từ quy định. Nếu chủ từ là số nhiều như là I, you, we, they and nouns, chúng ta sẽ sử dụng have. Nếu chủ từ là số ít, he, she, it, now thì chúng ta sẽ sử dụng has. Vậy thì đối với thể phủ định, cô chỉ việc thêm not vào phía sau how và has. Lúc này how và has giữ vai trò giống như là một trợ động từ. Và phía sau động từ vẫn là phân từ 2 hoặc là động từ thêm ed. Nhớ dùm cô phân từ 2 là động từ ở cột thứ 3 nha. Rồi đối với thể nghi vấn thì chúng ta chỉ việc đảo how và has ra phía trước chủ từ cộng cho động từ ở hình thức phân từ 2 hoặc là động từ thêm ed. Rồi vậy thì ở bài số 9 chúng ta đã được làm quen rồi. Thì hiện tại hoàn thành nó dùng để diễn tả một hành động đã bắt đầu từ quá khứ với since và for. Trong đó since cộng cho một mốc thời gian và for cộng cho một khoảng thời gian. Mốc thời gian tức là khi mấy em nhìn vào đó mấy em biết nó là một điểm thời gian cụ thể. Cô ví dụ since last night, từ tối hôm qua. Since last week, từ hồi tuần rồi. Còn đối với for, chúng ta sẽ cộng cho một khoảng thời gian kéo dài. Cô ví dụ for 2 weeks hoặc là for 3 years, trong 2 tuần, trong 2 năm gì đó. Được chưa nè? Rồi vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại các câu ví dụ. Cô ví dụ ở thể khẳng định chủ từ ai, số, nhiều sử dụng have và phân từ 2 của chữ be đó là been. Chúng ta nhìn 1992 đó là một mốc thời gian, một điểm thời gian, cho nên cô sẽ sử dụng chữ since. Thể phủ định chủ từ là he, số ít, cho nên cô sẽ sử dụng trợ động từ has cộng cho not, động từ stay ở hình thức thêm ed. Rồi vậy nhìn dùm cô one year là trong một năm, vậy thì đó là một khoảng thời gian, cho nên cô sẽ sử dụng cho nó chữ for. Và đối với thể nghi vấn cô sẽ sử dụng là where have you gone? Chủ từ you, số nhiều, sử dụng have và đó phân từ 2 của chữ go đó là gone. Rồi, vậy thì đây là những thứ mà mấy em đã được học ở bài số 9. Vậy thì trong bài 11 chúng ta sẽ được học thêm cái gì đây? Đó chính là về cách dùng của thì hiện tại hoàn thành. Vậy thì hiện tại hoàn thành nó vẫn còn một cách dùng nữa, đó là nó sử dụng để diễn tả một hành động nè, một sự vật nè vừa mới xảy ra lần đầu tiên thôi. Vì từ nhận biết của chúng ta sẽ là the first time, hoặc là một hành động, một sự việc đã xảy ra vài lần trước đó, chúng ta sẽ có từ nhận biết là the second time hoặc là the third time. Rồi, chúng ta xem câu ví dụ cho cô. This is the first time Hoa has met Tim. Đây là lần đầu tiên bạn Hoa được gặp bạn Tim. Hoặc là this is the second time I have gone to Hanoi. Đây là lần thứ hai tôi đã được đi đến Hà Nội. Vậy thì đó là hai cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Và công thức cô đã vừa mới củng cố lại cho các em. Các em hãy sử dụng công thức để làm bài tập này cho cô ha. Khi đến phần này thì các em hãy dừng cái bài của cô lại, sau đó tự làm rồi hãy đổi với đáp án nha. Rồi cô phân tích. Ví dụ như câu số 1, trong câu này cô sẽ có từ nhận biết là the first time, lần đầu tiên. Chủ từ là she, số, ít. Vậy thì cô sẽ chia thành
has và động từ what. Đây là động từ có nguyên tắc, cô sẽ thêm ed được chưa nè. Tương tự những câu còn lại, ví dụ như câu số 2, từ nhận biết là seen, chủ từ là he, so, it. Cô sẽ chia thành has written, bởi vì động từ write này, đây là động từ bất nguyên tắc. Tương tự câu số 3, đây là câu nghi vấn, chủ từ của cô sẽ là chữ you được đặt ở trong ngoặc. Vậy theo công thức cô sẽ có chữ how you gone. Tương tự câu số 4, chúng ta có thể thấy từ nhận biết là for till year, đây là thể phủ định, nhớ thể phủ định có not, thì chúng ta chỉ việc thêm not vào phía sau trợ động từ how hoặc là has. Crazy, đây là tên riêng, số ít, cho nên cô sẽ chia thành has not seen. Rồi, tương tự những câu còn lại 5, 6, 7, cô sẽ show đáp án ra đây ha. Rồi, về phần nội dung bài tập này, nếu có chỗ nào không hiểu thì các em hãy để bình luận ở phía dưới, cô sẽ vào trả lời. Rồi, đó là phần điểm ngữ pháp thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua điểm ngữ pháp thứ hai của bài hôm nay, đó là request with would you mind or do you mind. Đây, would you mind and do you mind, nó sử dụng để diễn tả một cái yêu cầu lịch sự, và hình thức sử dụng cũng như cách dùng của nó như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau nhìn vài câu ví dụ cho cô. Ok, how many people are there? Two, right? The boy and the girl. Yeah, the boy will say, do you mind opening the door? And the girl will say, ok. Vậy thì trong ngữ cảnh này mấy em có thể thấy là cậu con trai đang muốn nhờ cái cô bé con gái này mở cửa cho cậu ta. Vậy đây là một yêu cầu lịch sự, cho nên cậu ta sử dụng do you mind opening the door. Vậy chúng ta cùng nhau phân tích thành phần của câu này cho cô. Do you mind, nó là request, nó là phần yêu cầu đúng không nha. Và opening đó là động từ thêm in. Vậy nếu cô không thích dùng do you mind, vậy cô sẽ sử dụng would you mind thay thế. Các em nhìn ha, would you mind opening the door, tương tự cùng nhau phân tích nè. Would you mind đó là phần request, and opening đó là động từ thêm in. Vậy thì về mặt hình thức, chúng ta có thể thấy do you mind and would you mind sử dụng giống nhau, đều cộng cho một động từ thêm in. Rồi, vậy cô rút công thức ở dưới. Rồi, các em đã nắm được tới phần này cho cô chưa? Thì chúng ta đã tìm hiểu cái sự giống nhau giữa do you mind and would you mind. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu xem nó có khác nhau cái gì không? Chúng ta sẽ tiếp tục phân tích một câu ví dụ cho cô. And two people, right? Có hai người, một người áo vàng và một người áo xanh. Vậy chúng ta cùng nhau xem cái cậu áo vàng cậu ấy nói như thế nào. Do you mind if I open the door? Và cậu áo xanh sẽ trả lời là thanks. Vậy trong trường hợp này các em có thể thấy do you mind nó không sử dụng để yêu cầu nữa, mà nó dùng để sử dụng để đưa ra một lời đề nghị được làm gì đó. Vậy chúng ta cùng nhau phân tích thành phần của câu này. Vậy thì do you mind khi chúng ta muốn sử dụng để đưa ra lời đề nghị, nó sẽ được cấu tạo như sau. Do you mind request cộng cho if I cộng cho động từ nguyên mẫu được không nè. Rồi, vậy thì nếu câu này cô không sử dụng do you mind, cô sẽ sử dụng would you mind, nó sẽ thay đổi như thế nào. Would you mind if I opened the door? Mình cùng nhau phân tích thành phần nha. Vẫn là would you mind, phần request cộng cho if I cộng cho động từ thêm ed. Vậy thì ngoài cách thêm ed, chúng ta sẽ còn một cách nữa, đó là sử dụng phân từ một, hay còn gọi là động từ ở cột thứ hai. Rồi, thì chúng ta sẽ rút công thức cho do you mind and would you mind. Vậy thì do you mind cộng cho if I cộng cho một động từ nguyên mẫu, would you mind cộng cho if I nhưng mà cộng cho động từ thêm ed hoặc là động từ ở phân từ một, từ ở cột thứ hai. Cô rút lại một công thức chung cho các em ha. Rồi, vậy thì do you mind and would you mind nó có thể sử dụng trong hai trường hợp.
Một là yêu cầu người khác làm gì đó cho mình. Vậy thì mình sẽ sử dụng do you mind cộng cho về thì mình. Would you mind cộng cho về thì mình. Khi đề nghị mình bản thân mình được làm cái gì đó, mình sẽ sử dụng là do you mind cộng cho if I cộng cho động từ nguyên mẫu. Would you mind cộng cho if I nhưng mà cộng cho động từ ở cột thứ hai hoặc là động từ thêm ed. Rồi, đó là toàn bộ cấu trúc của do you mind and would you mind. Rồi, các em đã hiểu được phần này chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ứng dụng công thức vào những câu bài tập sau đây. Câu số 1, chúng ta có would you mind. Và phía sau would you mind chúng ta có chữ if I. Động từ John là động từ có nguyên tắc, cho nên cô sẽ biến thành động từ John thêm ed. Câu số 2, would you mind có if I. Và động từ can này cũng là động từ có nguyên tắc, cho nên cô sẽ biến nó thành handed. Tương tự những câu còn lại, các em đừng xem đáp án mà hãy tự làm. Sau khi làm xong thì các em hãy đọc với đáp án của cô nha. Câu số 4, would you mind cho động từ, cho nên cô sẽ dùng hình thức động từ stand thêm ed là standing. Tương tự những câu còn lại, cô sẽ show toàn bộ đáp án những câu còn lại cho các em. Đối với những câu bài tập này thì các em không cần phải ghi ra ngoài giấy để làm đâu, bởi vì nó đã nằm trong cái phần tài liệu giấy cô gửi về nhà cho các em đó. Bây giờ cô sẽ cho các em đáp án. Rồi, tiết học của cô hôm nay là kết thúc rồi. Nếu có gì không hiểu thì các em hãy cho cô ở phần bình luận, cô sẽ vào giải đáp thắc mắc cho các em nha. Goodbye. Thanks for your watching.